Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi, tiếp tục hôm nay mình bán một số đồ linh tinh cho mọi người nha. Rồi, anh em chú bác mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình hoặc là tin nhắn nha. Số điện thoại là 0966 899 730 ha. Rồi, hình thức bán hàng của mình là ship code hoặc chuyển khoản nha. Những khách hàng lần đầu tiên mua hàng vui lòng đặt cọc cho mình có thể cào tiền vận chuyển nha, một lần đầu tiên và lần sau là không cần nha. Để tạo lòng tin cho nhau lần đầu tiên ha. Rồi, giá mình bán trên đây là chưa có phí ship nha mọi người. Rồi, hôm nay mình vô nhanh vấn đề luôn nha. Mình bán cho anh em mấy bộ dũa nha. Chung dũa này anh em nào mua dũa rồi thôi có thể mình tua qua mình xem cái khác nha. Dũa này nói chung là đa phần là dũa mới 100% hết. Một cái dũa bản dũa lá là 2,5 phân nha. Chung này dài nó là khoảng được 31,5 nè, nó dũa được 23. Đa phần là dũa như thế này không mọi người. Một cái dũa tam giác ha. Tổng chiều dài nó 27 nè. Chung mấy cái này là kích thước như nhau nha. Đây dũa tam giác mịn nha. Chung này nó mới nhìn nó thô thô chứ là mình anh em rờ tay là nó không có độ thô nha. Đây. Tam giác nha. Chung này dũa này lớn. Đường kính nó khoảng 1,5 phân nha mọi người. Đường kính nó là 1,5 phân ha. Tiếp theo một cái dũa tròn. Đường kính nó 8 ly nha. Chung mấy cái bộ dũa này rất là mới ha. Dũa này hơi thô nha mọi người. Đó anh em mua phải xem kỹ nha. Lựa chọn cho sản phẩm mình cho nó phù hợp. Dũa tròn. Đây là một cái dũa vuông. Này đường kính nó khoảng cũng khoảng 8 ly nha mọi người. Đây. Cũng hơi thô nha, không phải mịn nha. Đó. Chung để vuông đồ, để vuông phá đồ đi. Kích thước thì nó cũng như ba cây này nó cũng như nhau nha mọi người. Đó, nó khoảng 27 á. Như nhau nè. Rồi một bộ như thế này là mình bán 280.000 nha. Dũa thì anh em chuyển khoản mình bao ship nha. Nói chung mấy cái bộ dũa này nó là cũng khá nặng nha. Trên nửa ký nha mọi người. Trên nửa ký á. Cái ship COD là tiền ship nó cũng hơi cao nha, tùy theo vùng miền nha. Nếu anh em dành chút thời gian đi chuyển khoản mình sẽ bao ship. Còn ship COD là khoảng từ 40-50 ngàn nha, tùy theo dùng. Mình nghĩ ít nhất cũng phải tiền thu hộ, không giờ nó hết hơn 10 mấy ngàn rồi. Còn nếu mà anh em ship COD là khoảng tầm 40 ngàn đổ lên không nha, chứ không có dưới đâu. Chung cái này thì mình có hai bộ nha. Cái này thì nó cũng như vậy thôi. Mà cây này thì nó nhìn nó hơi cũ hơn. Hơi cũ hơn thôi nghe, nó dục bãi nó hơi cũ hơn thôi. Đa phần là một còn lại tất cả những cái còn lại nó còn trong bịch, mà trong bao bì giấy mình đã dục hết nha mọi người. Đây. Này, dũa bản này thô ha. Cũng như nhau nha, cũng như cái này thôi. Cái này nhìn nó thâm, nó dính dầu nó thâm thôi nha. Dũa này thì mới hơn. Dũa này nói chung cái nào nó cũng dũa tốt hết chứ không phải là nhìn nó vậy đó. Đây cái này có như hai bộ này ha. Cũng bộ thứ ba nó cũng là cái này mình để mã số 0 đầu tiên có hai bộ ha, cái này mình đánh số riêng đi. Cái này số 1 nha. Tại vì cái này nó có một cây nó có là cán gỗ. Cây nó có cán ha, ba cây còn lại nó như nhau. Này được 2,1 ha. Thì cây này chấm nhỏ hơn cái cây những cái kia. Luôn cả cán nó được 30 mấy nha. Dũa được 19 thôi. Nhưng mà dũa này dũa mịn nha mọi người. Chung cây này là mình để mình xài mình dũa hôm rồi mọi người. Chung rũa là rất ok ha. Tất cả dũa bãi ha nha. Này của thằng nào mà mình nhìn nó không ra mọi người. Trách mắt gì nè.
không biết phải không nha, nhưng mà vỗ bãi vỗ nhật không nha. Cây này nó rất là mới, mình dùng lướt hổm rài mọi người, mình vỗ đồ mình hổm rài chứ không phải là gì đâu. Mình vỗ những cái mỏ, cái đầu mỏ hàng để cho nó nhọn lại, nó cho nó sạch lại á. Mấy cái này nè, chụp này mịn nha. Ba cây còn lại là một cây tam giác và một tròn một vuông, nó cũng y như cái bộ kia nha. Rồi bộ này cũng đồng giá là 280.000 nha. Chứ mấy cái này vũ bản thì nó thô, còn mấy cái này, còn cây này thì nó mịn ha, vũ bản nó mịn đó. Đảm bảo anh em về vũ là khỏi phải chê luôn. Mấy cái này là vũ mịn, anh em để vũ bén đồ á. Đây mình chỉ vũ mình để trên đây mình vũ thôi nè. 280.000 là số 1 nha. Còn này thì nó thô, vũ nó phá đồ đi. Đây, thằng nào cũng vỗ tốt hết nha. Rồi 280.000 mã số 1, chưa phí ship nha mọi người. Chuyển khoản mình mới bao ship nha. Rồi tiếp tục mình bán cho anh em ba cây vỗ gỗ này ha. Chung mấy cái này bán cho anh em ba cây luôn ha. Những anh em nào làm mộc, cây này nó là một phân nha mọi người. Đúng một phân ha. Có hai cây lớn như nhau, một cây nhỏ. Nó được 6 ly. Thì cây này nó dài được là khoảng tổng chiều dài nó 32 ha, nó vỗ được 2 phân 2 tấc 3 ha. Đó. Vỗ gỗ nha, mới tinh nè. Đây nè. Rồi bán cho anh em ba cây này 200.000 nha. Chưa phí ship nha. Mã số 2. Chung cái này là cái bộ số 2 này mình chưa tính phí ship vô cho mọi người nha. Đó, anh em chuyển khoản thì khi mình 20.000 ha. Chung ba cây vỗ gỗ này còn mới tin mà có 200.000 thì cũng mình cũng thấy cũng là giá tốt rồi nha mọi người. Vỗ mới này anh em ra ngoài cửa hàng nó, nếu mà vỗ Nhật là không phải dưới 100.000 một lá đâu. Những cái vỗ như thế này ha. Còn mới tin chưa dùng luôn nha. Còn anh em nào đây có bộ này vũ này nó để hơi cũ quá, dục lâu á. Cây này y như những cây này là cây này cây mới nè, nó y chang ha. Đó, để mình đo cho anh em xem nha. Một cái vũ tròn một phân ha, đó là một phân đúng nha, vũ tròn nha. Đây, anh em xem nha, thô không nha mọi người, vũ rất tốt nha. Rồi bộ này mình bán cho anh em là 220.000 nha. Rồi mã số 2A 2B đi. Trong mấy cái vũ này mình để mình xem thôi. Này 2A ha. Bộ cặp vũ này mình chưa có phí ship nha mọi người, anh em mua hàng lưới nha. Những bộ vũ đầu tiên thì mình bao ship, còn mấy bộ vũ tiếp theo mình chưa có phí ship nha. Rồi anh em mua vũ lẻ thì đây có vũ lẻ full mới nha. Vũ này mình bán 170.000 một cây. Đây ha, kích thước 3 phân ha. Chiều dài nó được 37,5 ha, nó vũ được tới 27,5 ha. Đây, có 1-2 lá thôi nha mọi người. Vũ mới không nha. Đó. Săn vô ha. Đây, vũ lẻ bỏ lên ngoài ha, không nói tới. Tiếp theo vũ vuông cũng 170 luôn nha mọi người, có 1 cây. Này thì hơi bự, hơi chi anh em nào làm nghề thì anh em đôi khi cũng rất cần thiết nha. Tổng chiều dài nó 44, nó vỗ được 33 ha. Đó. 170.000 mấy cái vỗ lẻ này nha mọi người. Ai mua vỗ mo đây có luôn nha. Con này vỗ mo 70.000 một lá ha, có 2 lá thôi.
Cái mo này loại nhỏ nha, kích thước nó 2 phân 1. Này nó được 26 gần 27 nha, nó vỗ được khoảng 18 nè. Mới tinh nha mọi người. Chung anh em mua khoảng 70 ngàn một lá cũng quá tốt. Cái này có 2 lá ha. Có 2 lá thôi. Cái này mình tính bán 80 mà bán cho anh em có 70 nha. Tính bán 80 mà bán 70, anh em có thể mua những cái bộ này. Bọn những cái bộ này là nó không có nha. Bộ này nó không có vỗ mua. Bán rồi ha. 70 ngàn nha. 70 ngàn một lá. 70 ngàn một lá giũa mo ha, nhỏ. Rồi tiếp theo bán kéo ha, kéo to nha, bán cặp này luôn ha. Để mình lấy to mình test. Rồi để mình đo cái chiều dài mấy cặp kéo này trước nha mọi người. Cái kéo thứ nhất là kéo cong ha, mỏ cong ha, nó dài được khoảng 18 rưỡi nha. Nó còn cái kéo này nó dài được khoảng gần 17 ha. Đó, chung cái này anh em cắt dây điện cũng vẫn được nè. Cái này rất tốt nha, cái thứ nhất. Cây thứ hai cũng tốt, mà con tán này mình tán vào nó hơi cứng nha, nếu mà anh em bóp hết nó hơi cứng đó. Đó, cắt rất ngọt nha. Chung bãi về nó bệnh nó dùng rồi mình nó bị lỏng mấy con tán này mọi người, mình tán lại cho nó bóp lại để mình có thể cắt được những cái toan mỏng. Cây này anh em xài những cắt những cái toan mỏng thôi nha. Đây nè. Đó. Rồi cặp kéo toan này bán cho anh em 200 ngàn nha, mã số 3. Chung nhỏ nhỏ này anh em có thể mua về mình dùng nha. Cái này nó không có nhiều hết bán, nhiều khi nó lắc nhắc như thế nó cũng hơi mệt cho mình. Đó, cái này anh em cắt dây điện được luôn nha. Đó. Rất tốt nha, 200 ngàn. Mã số 3 chưa phí ship nha mọi người. Rồi tiếp theo số 4. Cũng lại kéo toan lại nó lớn hơn, lại kích thước lớn hơn. Thằng này nó được 22 ha. Thằng này nó cũng được 21. Nói chung anh em cái nào mình mua rồi thì thôi mình tua qua mình xem cái khác nha. Còn những anh em nào có yêu thích những cái này mình nhưng mà hàng này anh em chưa có thì mình có thể xem kỹ hơn nha. Chung mình đã tuyển chọn hoặc là mình đã test rồi. Đây, tất cả nó kéo nhật không nha. Không có mẻ đâu nha mọi người. Nói chung cái nào mẻ mà nói mẻ ha. Tiếp theo cây này. Đây, không mẻ, kéo rất đẹp nha. Đây. Rồi, cặp này mình bán cho anh em là 220 ngàn nha. Chung cũng khá tốt nha mọi người. Nói chung mình mua được giá tốt mình sẽ bán giá tốt. Mã số 4 nha, 220 ngàn. Chiếc lẻ cây này 120. Mấy cái này là cắt dây điện cũng khỏi phải nói luôn ha. Nói chung là chuyên dụng nó cắt toan chứ không phải để cắt dây điện đâu mọi người. Không phải cắt dây điện ha. Cắt toan là hay hơn. Cái kéo nhỏ này thì cắt những dây điện được. Rồi tiếp theo bộ này nữa. Anh em lựa chọn, nếu mà mua kéo anh em lựa chọn cho phù hợp nha. Mỗi cái nó có sự khác nhau đôi chút. Cái thứ nhất là thằng này nó là nó cũng 23 ha, một kéo thẳng. Tiếp theo một kéo mỏ cong nó dài 25 ha. Đây. Cái này mình tán vào nó hơi bóp nha mọi người, bóp sát cái nó bị ra nó hơi cứng chút chứ không phải là bị lỗi gì đâu nha. Cái này cũng chưa tán hết sát nè. Đây ha.
Chum kéo này là tốt hết nha, không mẻ, không có gì hết. Đó, không có mẻ nha. Nó có mấy cái chữ nhật với cái logo hình ngôi sao gì đây nha mọi người. Đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai. Cây này là nó không có đóng chữ nhật trên đây nha mọi người. Nhưng mà mình theo mình cảm nhận là đây là kéo bãi kéo nhật nha. Cái chất thép mấy thằng này là cũng như nhau thôi. Mấy cái kéo này nó làm thủ công nha. Mình không sao, cùng mình cũng hay gặp là những cây nó có đóng chữ nhật, còn cây không, chứ không phải là hoàn toàn 100% nó phải đóng chữ nhật hết. Đây. Chung ton này ton mỏng. Chắc nó quá nhẹ nhàng ha. Chứ mình thêm xài kéo thì mình cũng phải lựa chọn cho nó phù hợp kích thước với để mình cắt như những cái nhục nó hỗ trợ công việc của mình. Anh em cắt ton dày ton mỏng mình phải lựa chọn cho đúng nha. Số 5 250. Chưa có phí ship nha mọi người. Đây phải mỗi bộ nó lớn lên chút nha. Rồi lại mình bán một lọt kéo này ha. Clip này mình sẽ bán một lọt kéo. Anh em nào mua rồi thôi mình coi cái clip khác ha. Lại kéo toan cắt toan sóng nha mọi người. Tổng chiều dài nó được gần 29 ha. Đây thì nó cắt được khoảng 7 phân mấy nha. 7 phân rưỡi. Đây. Không mẻ nha, còn bén lắm. Đó. Kéo này nó không cũng không có chữ. Kéo này nó không có chữ nha. Không có chữ mình bán cho anh em 150 thôi ha. 6A. Đây. Đương nhiên anh em nhìn cái thiết kế này Việt Nam mình không bao giờ mà thiết kế được đâu nha. Nói chung xài biết bao nhiêu năm rồi. Đó anh em nhìn là biết, ra ngoài chợ anh em có thấy bao giờ người ta bán những cái kéo này không ha. Đó, tiếc cái này nó không đóng chữ nha, những cái kéo này. Cái kéo này. Rồi, 150 6A ha. Đây 170.000. Hình như lần này nó cũng như nhau. Khỏi phải đo nha. Đây, đây con cây này thì nó có đóng nè. Đương nhiên để đóng được chữ nhật anh chắc anh em sẽ yêu thích hơn. Bỏ rau vài chục ngàn anh em cũng yên tâm ha. Chung ai cũng vậy. Chung cái này để cắt con sóng nha, không phải mấy cái này. Đó. Cắt cái to này nó quá mỏng với đối với nó nha mọi người. Quá mỏng đối với nó. Đây. Cây này 170.000 nha, không mẻ cũng như vậy ha, không mẻ. Còn đẹp nha mọi người. Rồi 6B. 170.000 chưa phí ship nha. Rồi anh em yêu thích hàng bãi, anh em muốn có thương hiệu anh em bỏ thêm 20.000 mình mua đó nha, nhưng mà chất lượng mình là tương đương nhau nha, không phải là nó không có chữ nhật là không phải hàng ấy đâu nha. Rồi tiếp theo mình bán cho anh em cái kéo này nữa. Cái kéo này mình cũng lâu lâu gặp mà cũng chả biết nó làm cái gì, nó làm cái khía này để làm cái gì, để nó cắt cái gì đó. Chung làm cái chấn này là xong ở đây. Chúng anh em chú bác mình mua mình phải xem kỹ nha. Mình cũng chưa biết cái này để nó cắt cái gì nữa. Đó. Kéo này thì khá dài nặng. Này nó dài được 32 nha. Thì nó cắt được khoảng 8 phân mấy 9 phân ha. 8 phân mấy chứ được 9 phân ha. Khá là dài nha, kéo này ạ. Trên đây một cái này không nó gạt 8 ly nha mọi người. Đó. Trên đây không nó gạt 8 ly anh em thấy nó quá dày nha. Đây kéo Nhật bãi không nha. 180.000 cho cái kéo này nha, chưa có phí ship nha mọi người. Mã số 8. 6 giờ tới 7 chứ. Số 7 nha. Số 7. 180.000 chưa phí ship nha. Rồi tiếp theo nữa.
bán một lọt cá toanh mọi người. Rồi hai cây này cũng mỗi cây là 180.000. Đây, để mình đo cho anh em xem nha. Kéo này rồi bề bản nha, nó uống được khoảng 6 phân ha. Cái này nó dài được khoảng gần 26 nha mọi người. Thiếu 2 ba ly nữa ha. Còn cây này được 5 phân rưỡi nha. Đó thì nó dài chắc cũng như nhau thôi. Được 27 ha. Đây, mấy cái kéo này khá là dày. Cho anh em xem cái mỏ nó nha. Này chắc để uống toan sống nha mọi người. Uống cái mỏ, uống cái toan, uống toan đó. Chân kéo khá đẹp nha. Dày lắm nha mọi người. Trên đây là nó dày khoảng, đó đây ha. Nó dày khoảng 3 ly hơn ha. Còn dưới đây thì rất là dày, mình đo nhảy giữa nha. Đó, 8 phân mấy. Cái cốt này không, mình thấy nó 1 phân mấy rồi, mình thân gần phân 3. Nhập lại mình ấy này thì nó đo được gần 1 phân ha. Đó, nhập hai kéo lại, kéo này rất là dày vậy ha. Rất dày vậy nào. Cái kéo này là số 8A đi ha. Đồng giá 180.000 nha mọi người. Trong kéo này thì nó nhỏ hơn tí, nó uống nhỏ hơn chút thôi. Đó, anh em lựa chọn cho phù hợp nha. Cái này cây B 8B ha. Cũng là 188 nha mọi người. Chúng mình nghĩ cái nào nó cũng như nhau thôi, thì theo công việc mỗi người chọn cái bảng này bự hay ngắn chút thôi. Kéo Nhật bãi nha. Con số đề đây luôn nha mọi người. Rồi đó, hôm nay con có đóng không? Đây nó không có đóng chữ nha. Đó, cặp kéo này nó đóng số cây, có số cây không ha. Được là cây này khá dày. Thép là thép Nhật, nhìn là biết ngay nha. Rồi mã tối mã số 9. Bán cho anh em mấy cái cưa ha. Cái này hôm qua mình tính bán mà mình bán nói chung nhiều quá mình bán không kịp mọi người. Này mình bán hai cây nha. Cây thứ nhất 9A ha. Này ngày 20. Đây. Lưỡi cưa này cưa thô nha, để anh em cắt sắt những cây sắt dày. Cây này luôn nó làm luôn cái cán là nó đúc thép luôn nha mọi người, nó đúc luôn nha. Này không phải rời nha. Đây nè, có lớp cao su cho anh em tay cầm cao su, cho anh em cầm in tay để cưa ha. Cây này cầm khá nặng và chắc tay nha. Chung máy cưa. Rồi tiếp tục mình đo cái chiều dài cưa cho mọi người xem nha. Tổng chiều dài nó được gần 40 nha mọi người. Chung lưỡi cưa bãi thì mình bán quen nhiều rồi ha. Nhìn ngoại hình anh em nha, nó mới thì không mới lắm nha, nhưng mà cái thép nó nhìn nó quăng bãi, nhìn anh em nhìn thấy cái thép nó không phải là cái thép sáng nha, nó không phải mạ rơm. Đây, chung mỗi cây như thế này mình tặng kèm một lưỡi cưa thôi nha. Đây, tất cả lưỡi cưa mình sẽ tặng kèm một cái lưỡi cưa ha. Lưỡi cưa bãi Nhật không nha. Mỗi cây như vậy là mình sẽ tặng một lưỡi nha. Anh em mua hàng thì mình sẽ tặng nha. Tiếp theo là một cây cưa này hoàn toàn nhôm, bằng nhôm hết. Của thằng Techmax ha. Đây nè, đã vệ sinh, nói chung nó đánh sơn ra anh em nhìn thấy một cái lớp nhôm không nha, nhôm sáng. Đó, cưa này cũng dạng đúc luôn nha mọi người, nó không có chi tiết rời nha. Đây chỉ có cái này con chuồn chuồn để mình thay đổi cái lưỡi cưa thôi. Tổng chiều dài này ngắn hơn, này nó được có 36 nha. Rồi, anh em nhìn cái thiết kế mỗi cây nó khác nhau nha. Một nhôm nhòm một thép nha. Rồi, này cũng là 19 số 9B.
mỗi cây 150 nha mọi người, anh em chọn cho phù hợp nha. Nói chung hai cây cưa một sắt một nhôm ha. Rồi 20 tháng 5 9B 150 đồng giá hết nha, hai cây thôi. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Chung quay để diễn tả như thế này mình cũng khá mất thời gian của mình, để cho anh em mua hàng nó coi xem sản phẩm trên màn hình hoặc là điện thoại mình nó một cách rõ ràng và chân thực ha, để mình có thể nhìn thấy những cái ưu điểm khuyết điểm của những cái đồ những sản phẩm mình bán cho mọi người, cho nên cũng hơi khá mất thời gian. Nói chung thì để khôi mất thời gian của mọi người thì mọi người cái nào muốn mua thì mình dừng lại mình xem, cái nào không mua thì mình lướt nó qua mua những sản phẩm khác. Rồi clip đầu tiên mình bán một ít hàng này thôi nha mọi người, rồi mình sẽ quay lại. Rồi rất cảm ơn mọi người.